Xin chào các bạn, Mattel trước giờ thì luôn nổi tiếng với các dòng smartphone cũng như là những chiếc feature phone trong phân khúc giá rẻ. Trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Mattel E200, một chiếc feature phone giá rẻ của Mattel. Về thiết kế là một chiếc điện thoại giá rẻ, nhưng mà Mattel vẫn đi theo một cái xu hướng rất trẻ trung và năng động với rất nhiều màu để các bạn có thể lựa chọn. Ở đây chúng ta sẽ có 4 màu, đó chính là màu đen, màu bạc, màu vàng và cả một màu xanh theo cái xu hướng hiện nay, rất là đẹp. Và máy sở hữu kích thước nhỏ gọn với một màn hình tương đối lớn, các bàn phím cũng như phím bấm thì được làm bóng lên. Cảm giác khi mà ấn các phím này thì cho một cái cảm giác độ nảy và độ bấm chính xác rất là tốt. Ở phía sau thì chúng ta vẫn được hỗ trợ một cái camera và có cả đèn flash để hỗ trợ chụp hình nữa. Và ở đây thì là một cái loa ngoài. Là một chiếc điện thoại thông thường hỗ trợ cái nhu cầu nghe gọi của người dùng. Tuy nhiên thì Mattel E200 vẫn hỗ trợ cổng tai nghe 3.5 để có thể nghe đài radio hoặc là nghe nhạc thông qua thẻ nhớ. Và máy sử dụng hai SIM thường và gắn ở phía bên trong. Và phần nắp lưng của Mattel E200 thì có thể dễ dàng để tháo rời ra. Khi tháo rời thì bên trong sẽ là một viên pin với dung lượng là 1000 mAh. Kèm theo đó ở phía trong này cũng là nơi đặt vị trí của khe cắm SIM và khe cắm thẻ nhớ. Là một chiếc điện thoại phục vụ nhu cầu cơ bản của người dùng như nghe gọi, nhắn tin cũng như là nghe radio hay là nghe nhạc thông qua thẻ nhớ với mức giá là 419.000 đồng. Kèm theo đó là 4 màu để người dùng có thể lựa chọn theo cái xu hướng hiện nay rất là trẻ trung và năng động. Và đi kèm với chiếc Mattel E200 bên trong hộp sẽ bao gồm chúng ta sẽ có một cái tai nghe, kèm theo đó là một cáp sạc và một cái củ sạc. Và chiếc Mattel E200 này thì hiện đang được bán tại FPT Shop với mức giá là 419.000 đồng. Nếu như bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại để dự phòng hoặc là chỉ với nhu cầu là nghe gọi thì đây là một chiếc điện thoại khá là đẹp trong phân khúc giá rẻ, đáng để các bạn lưu tâm. Cảm ơn các bạn.